Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 266 được mang tên là Tay Kiếp Khó Thoát của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đây là hình ảnh chúng ta giao thủ nè Nam tử trung niên lật tay lấy ra một viên châu màu đen Trong thân châu quan ảnh chấp động Đúng là tình huống y cùng hàng lập giao thủ Chân ngôn bảo luân lôi điện pháp tắc Không sai Mặc dù dung mạo khác biệt Nhưng khẳng định hắn chính là hàng lập rồi Dự pháp tiên tôn nhìn hình ảnh trong hạt châu Nhãn tình sáng lên quả quyết nói ra Nam tử trung niên mặt tròn Thấy phản ứng của dự pháp tiên tôn nhẹ nhàng thở ra vì kiểm chứng thân phận của Hàng Lập, hắn bỏ ra một cái giá quá đắt nếu không phải sẽ thua lỗ to. Người này bây giờ ở nơi nào vậy? Diệu Pháp tiên Tôn bỗng nhiên đứng lên hỏi. Ta thi chuyển liệt hồn chi thuật, lưu lại phân thân ở đây, lấy chân thân giao thủ cùng với người này ở ngoài Kim Ương Thành. Hẳn là hắn còn như tiêu diệt được ta hoàn toàn, bảo lưu được tin tức, cho nên nó sẽ không dùng thủ đoạn cực đoan thoát đi đâu. Mà hiện tại các thời điểm chúng ta kết thúc chiến đấu không đến nửa khắc nữa. Với thủ đoạn của ngài, á, kể có khi hắn thể hiện cái thủ đoạn ý đồ chạy trốn gì đi nữa, đều trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ngài được đâu. Nam tử mặt tròn lấy ra một cái địa đồ phụ cận Kim Uyên Thành, đánh dấu một địa điểm là chỗ y cùng hàng lập giao thủ. Không sai, người làm việc cẩn thận, các phương diện cân nhắc đều rất là cẩn thận. Lục Nhi nè, dẫn hắn đi xuống, trọng thưởng. Diệu pháp tiên tôn trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nói với thiếu nữ váy xanh. Nam tử trung niên mặt tròn mừng rỡ ở trong lòng, nói lời cảm tạ diệu pháp tiên tôn một tiếng, theo thiếu nữ váy xanh rời tiểu viện. Bên cạnh dự pháp thiên tôn lóe lên bóng xanh, hai tỷ nữ tuổi khoảng 16 dung mạo thanh tú hiện lên. Hai người đều mặc váy lụa mỏng màu xanh, dung mạo giống nhau như đúc, là một cặp tỷ muội song sinh. Thánh sứ đại nhân, nếu như đã nắm tình hình của hàng lập để tránh tiết lộ tin tức, người này có cần phải... Một trong hai tỷ nữ đưa tay quét ngang cổ, ánh mắt lạnh lẽo. Không cần đâu, người này chỉ là tiểu nhân vật tham lợi ích mà thôi, tạm thời giam y ở nơi này hai ngày rồi thả đi nếu để người khác biết chúng ta nói không giữ lời thậm chí giết người diệt khổ về sau ai còn chịu làm việc thay cử nguyên quan chúng ta nữa diệu pháp tiên tôn từ tốn nói ra dạ vẫn là đại nhân ngài suy tính sâu xa thì nữ áo xanh đáp ứng những chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần quản nhiều hiện tại quan trọng nhất là cuối cùng đã tìm được tung tích của hàng lập rồi bắt người này mới là việc trọng yếu Diệu Pháp Thiên Tôn dơ ngọc thủ lên, một đao lam quang bao trùm hai người bay đi. Có một tiểu lâu nằm cách tiểu viện nơi Diệu Pháp Thiên Tôn vừa rời đi không xa. Tại một văn phòng trang nhã bên trong tiểu lâu là một nữ tử tóc đỏ đang ngồi ngay ngắn, đúng là xích mộng. Trước mặt của nàng bày la liệt hơn 10 bầu rượu, quá nửa số đó đã trống rỗng. <laughs> Xem ra cái ả Diệu Pháp ngực phẳng này đã tìm được tung tích của hàng lập rồi. Xích mộng một tay nâng chén rượu, lướt mình băng qua cái gian phòng đến bên cạnh cửa sổ, mắt nhìn đụng quang màu lam phía xa do dự pháp tiên tôn biến thành, khẽ nhếch miệng cười. Xích mộng đại nhân thần cơ diệu toán, có phải là người đã sớm biết lương phát là mật thám của cửu nguyên quan nên tương kế tựu kế? Trong gian phòng trang nhã còn có một người nữa đang đứng, chính là nam tử mũi ưng lúc trước từng xuất hiện trong tòa kim tháp. Ta cũng không biết nữa, có điều nơi đây là kim nguyên thiên dực, là địa bàn của cửu nguyên quan dù chúng ta có sắp xếp bố trí nhân thủ cao minh như thế nào á khẳng định cửu nguyên quan sẽ có cách nhìn thấu thôi vậy thì cần gì phải hao tâm tổn trí suy nghĩ những cái việc vô dụng này làm gì chứ chỉ bằng cứ để mọi thứ phát triển tự nhiên chúng ta chỉ cần một mực để mắt đến ả diệu pháp này tự ả sẽ thay chúng ta tìm ra hàng lập thôi xích mộng uống một hơi cạn sạch chén rượu còn trong tay không nhanh không chậm giải thích đại nhân cơ trí nhưng nếu chỉ như vậy thì chẳng phải đã để cho diệu pháp thánh sứ chiếm được tiên cơ sao giả sử nàng sử dụng thủ đoạn lôi đình bắt được hàng lập thì việc của chúng ta coi như hỏng bét rồi nam tử mũi ưng tỏ ra vẻ lo lắng người yên tâm đi hàng lập kia nếu đã có thể tránh né sự truy nã của thiên đình lâu như vậy hơn nữa còn hủy diệt đạo thể kỳ ma tử ắt không phải là nhân vật đơn giản đâu không thể nào chỉ xuất thủ hai ba lần là bắt được hắn đâu xích mộng cười nhạt vâng. Nam tử mũi ưng thuận miệng hưu ứng Nhưng nội tâm vẫn có chút lo lắng Diệu Pháp đã đi xa rồi, chúng ta lập tức bám theo thôi. Xích mộng chợt khoát tay, tuôn ra hồng quang bao trùm hai người, lập tức đuổi theo Diệu Pháp tiên tung. Bầu trời phía trên một sân mạch xanh ngắt của Kim Nguyên Tiên Vực, bỗng nhiên rung động, thình linh hiện ra một tòa lôi trận kim sắc. Kim quang lóe lên, lộ ra hai thân ảnh bên trong, đúng là hàng lập và lam Nhan. Sau khi rời khỏi Kim nguyên Thành, hai người bọn hắn vốn dùng mặt lông phi chu cực lực bỏ chạy một thời gian. Sau đó hàng lập dứt khoát thu hồi mặt lông phi chu, Thi triển vạn khiếu không tịch thuộc che giấu toàn bộ khí tức tiên linh lực, thuần túy sử dụng thủ đoạn của huyền tiên để chạy trốn. Dù sao áp lực không gian và trọng lực ở kim nguyên tiên vực còn xa mới có thể so sánh được với tích lưng không cảnh. Tuy hắn chỉ sử dụng lực lượng huyền tiên, nhưng tốc độ cũng nhanh vô cùng, chẳng kém tốc độ độn quan là bao. Hơn nữa, hàng lập không ngừng thi triển lôi quan pháp trận, liên tiếp truyền tống mấy chục lần, một mạch chạy đến đây. Nơi đây, cách trước xa kim ương thành, Hàng lập lại vận dụng hết khả năng xóa đi toàn bộ manh mối có thể giúp cho người khác truy tung hắn. Hiện giờ hẳn là tạm thời an toàn rồi. Hàng lập xoay người nhìn về phía Kim Nguyên Thành một chút, sắc mặt có chút do dự. Thiên Định hiện đang truy đuổi hắn cực kỳ gắt gao, muốn thông qua xuyên vực truyền tống trận chạy đến Đại Kim Nguyên Tiên Vực quả thực là hết sức mạo hiểm. Vì kế hoạch sau này vẫn nên dựa theo lời của Giao Tam nói, bế quan tu luyện một chút mới được. Tu vi của Hàng lập đã đạt đến Thái Ức Cảnh đỉnh phong, việc chuẩn bị tiến giai Đại La cũng đã hoàn tất rồi giờ chỉ cần chọn thời điểm trùng kích mà thôi. Nếu có thể tiến dài đại la cảnh, thực lực của hắn liền nhất phi trùng thiên. Ngày sau đối mặt với cửu nguyên quan, cứu viện kim đồng sẽ có thêm nhiều hy vọng hơn. Hàng lập phóng tầm mắt nhìn xung quanh một lượt, khẽ gật gật đầu. Vài năm trước đây, hắn đã cẩn thận nghiên cứu địa đồ kim nguyên tiên vực. Địa phương này hẳn là Thanh Châu Sơn Mạch thuộc khu vực Tây Bắc Kim Nguyên Sơn Mạch. Nơi này vắng vẻ, bên trong sơn mạch vừa không tồn tại linh tài hoặc là yêu thú đặc thù, lại có rất ít người vãng lai, quả thực là rất thích hợp cho hắn bế quan tu luyện. Thân hình của Hàng Lập nhanh chóng đáp xuống một chỗ bí mật trên sơn phong. Ngũ chỉ bay múa phóng ra đạo đạo kiếm khí, thoáng chốc đã đào khoét một mảng vách núi thành sơn động. Sau đó điều khắc tỉ mỉ thêm một chút nữa, lập tức đã tu kiến sau một tòa động phủ. Thủ pháp của Hàng Lập không hề chậm lại, hắn liên tiếp bố trí, phân bổ tầng tầng lớp lớp cấm chế khắp mọi nơi bao phủ trọn vẹn cái tòa động phủ mới hình thành và khu vực sơn mạch phụ cận trong bán kính hơn 10 dặm. Sau khi đã cảm thấy cấm chế của mình đã đủ kiên cố rồi, hắn mới hài lòng dừng tay lại. Những cấm chế này đều ẩn chứa các loại lực lượng pháp tắc, ngay cả tồn tại đại la xâm phạm cũng có thể ngăn cản một hai. Làm đồ hữu nè, ta sắp bế quan tu luyện một thời gian, ngươi cũng tạm thời ở đây nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi. Hàng lập phân phó cho Lam Nhan một tiếng. Ừ, được rồi. Lam Nhan hơi chần chờ nhưng cũng gật đầu đồng ý. Hàng lập gật đầu không nói hai lời, xoay người tiến vào mật thất. Làm Nhàn đứng lặng hồi lâu, nhìn theo bóng lưng của Hàn Lập rồi cũng đi vào một gian phòng quanh chân đã tọa. Sau khi vào trong mật thất, hai tay của Hàn Lập khẽ động, không gian xung quanh hắn liền hiện ra từng cấm chế đỏ thẫm, bảo hộ nơi này cực kỳ chặt chẽ. Hắn lại vung tay lên một lần nữa, một luồng ngân diễm bay vọt ra từ trong tay áo và lơ lửng trước mặt hắn, đúng là tinh viêm đồng tử. Tuy hỏa diễm quanh người của tinh viêm đồng tử chủ yếu vẫn là màu ngân bạch, nhưng đã có một bộ phận hỏa diễm chuyển hóa thành màu trắng ba động hỏa diễm pháp tắc từ thể nội tỏa ra đã mạnh mẽ hơn trước đây không ít rồi. Hàng lập thấy như thế cũng có chút vui mừng. Mấy năm qua tinh viêm hỏa điểu một mực âm thầm tế luyện hỏa châu màu trắng nọ, thực lực xem ra lại tăng tiến một chút rồi. Ta sẽ lập tức bế quan tu luyện một đoạn thời gian, không thể quản lý làm nha ngoài kia. Ngươi hãy âm thầm theo dõi nàng này nha, nếu như mà loạn động á, lập tức giết chết. Nụ cười trên mặt của hắn chợt tắt ngấm, ánh mắt le lối hàng quang. Tinh viêm đồng tử gật đầu, miệng bô đồng ý, Điều hóa thành ngân diễm dung nhập vào cấm chế đỏ thảm ở xung quanh. Tùy làm nhàn chưa chắc là đã nảy sinh ra dị tâm, nhưng việc hắn tiếng dài đại la là việc quá mức trọng đại, không thể mảy may chủ quan được. Đáng tiếc, đề hồn vẫn đang bế quan ở trong hoa chi động thiên, gắn sức luyện hóa lực lượng thể nội ô sầu quỷ vương. Nếu không có thêm nó hộ pháp, hắn càng thêm yên tâm. Nhưng ít nhiều hiện đã có tin viêm đồng tử làm tai mắt, nội tâm của hàng lập cũng nhất an. Hắn không còn phân tâm bất cứ chuyện gì nữa, nhắm mắt chuyên tâm đã tọa, Thời gian từng chút một trôi qua, thoáng cái đã qua gần nửa ngày. Hàng Lập mở bừng đôi mắt ra, đã điều chỉnh thể nội đến trạng thái tốt nhất. Hán lực vung tay lên, trước mặt hiện ra một cái lưu hương màu trắng, bên trong cắm một dây hương màu bạc dài ba tức, thoạt nhìn giống như một ngón tay thu kịch. Vừa châm lửa xong, từ trong lưu hương lập tức tỏa ra một làn khối trắng nhàn nhạt, nhạt, phản phất giống như sương sớm dăng nơi sân cốc, thuần khiết dị thường, mùi hương thơm tràn ngập bậc thức, thẩm thấu đến tận thần hùng đây là ngưng hồn hương cực kỳ hữu dụng với việc tẩm bổ thần hồn có thể gia tăng tỷ lệ thành công tiếng giai đại la hàng lập lật tây xuất ra ba cái bình ngọc xếp ở bên mình trong một cái bình ngọc có một viên đan dược màu trắng chính là huyền chân đan trước đây giải đậu nhân tạng choáng chính là vật phẩm trọng yếu nhất đối với cái lần tiếng giai đại la này mặt khác hai cái bình ngọc còn lại lần lượt chứa một loại linh nhũ kim sắc và ba viên đan dược xanh biếc những vật phẩm này khiến cho hàng lập hao tổn rất nhiều tâm lực mới sưu tầm đầy đủ tất cả đều là bảo vật trợ giúp hắn tiến dài đại la. Hàng lập trước tiên mở cái nắp bình ngọc chứa linh nhũ kim sắc ra, ngửa cổ rót vào trong miệng vài giọt. Toàn thân hắn lập tức bừng lên kim quang chói mắt, lực lượng thời gian pháp tắc ở trong thể nội phản phất như nước bị đun sôi, điên cuồng vận chuyển. Trừng ngôn bảo luân, đoạn thời hỏa bả, quan âm tịnh bình, đồng ức thần mộc, huyển thần sa lậu, đồng thời hiện ra, lơi lưỡng xoay tròn quanh thân thể của hắn. Bục quan hàng lập lóe sáng lập tức bắt lấy cái bình ngọc chứa ba viên đan dược xanh mướt đổ một viên vào miệng sau đó nhắm mắt vận chuyển đại ngũ hành huyễn thế quyết hắn không vội vã phục dụng huyền chân đan đan dược này phải chờ đến lúc tối hậu mới có thể nuốt vào hàng lập rất nhanh tiến vào trong trạng thái nhập định kim quang toàn thân ngày càng chói mắt dần dần phủ kín toàn thân của hắn lực lượng thời gian pháp tắc khổng lồ điên cuồng vận chuyển bên trong mật thức phát ra thanh âm rung động u u ở một gian động phủ khác Lam Nhan bỗng nhiên mở to cặp mắt nhìn về nơi Hàng Lập bế quan, thần tình lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó nàng lại nhắm mắt tiếp tục đả tọa. Giờ phút này, tại bầu trời phía xa ở trên một khu đầm lầy thuộc Kim Nguyên Sơn mạch, một luồng đụng quang lam sắc từ xa bay vụt đến, dừng lại phía trên đầm lầy, hiện ra thân hình của Diệu Pháp Tiên Tôn và hai tỷ nữ mặc thanh y. Thánh sư đại nhân, hàng lập một mạch huy động đến đây thì giới tích ba động linh lực đột nhiên biến mất, một tỳ nữ tay nâng một cái chậu màu lam trông như pha lê phản chiếu quang cảnh xung quanh hình ảnh hư không trong chậu hiện ra từng quan điểm màu xanh kéo dài một mạch từ xa đến tận đây nhưng thình lình biến mất không chút dấu tích nào xem ra kẻ này đã che giấu khí tức sử dụng thủ đoạn khác tiếp tục đào tẩu rồi diệu pháp thiên tôn nhíu mày nói kính thủy bồn đã không lần ra dấu vết của người kia rồi tiếp theo có khả năng á thánh sứ đại nhân phải tự mình dò xét thôi tỳ nữ lại nói các ngươi lui ra Dự pháp tiên tôn nhàn nhạt phất tay áo, rồi há miệng phun ra một ngụm lam quang, hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết. Quang cầu màu lam liên tục xoay tròn, bên trong dần dần hiện ra từng sợi tinh ti màu lam, lập tức hội tụ cả về một chỗ, tạo thành một chiếc ma bàn màu lam lớn như cái đĩa, hình dáng ma bàn tựa như một con mắt nằm dọc, tỏa hào quang khắp xung quanh. Từng vòng ánh sáng màu lam không ngừng chớp động bên trong con mắt, thoạt nhìn cực kỳ huyền diệu. Hai tay của Dự pháp tiên tôn vẫn không ngừng bấm niệm pháp quyết, thúc dục con mắt màu lam nhìn khắp xung quanh. Ban đầu tâm thế của nàng tự tin vô cùng, nhưng thời gian qua đi, sắc mặt của nàng từ từ trầm xuống, mang theo vẻ khó tin. Làm sao có thể chứ? Cho dù là tồn tại đại la trung kỳ đồng cấp với ta che giấu khí tức bản thân, cũng không thể trốn tránh được sự dò xét của thủy hoàng thần mục, kể cả bí thuật ẩn thân của hàng lập có cao minh. Chuyện này không có khả năng. Dự pháp tiên tôn kinh ngạc lẩm bẩm, tiếp tục gia tăng uy lực của con mắt màu lam, nhìn khắp khu vực phụ cận một lần nữa, hồng tìm ra chút dấu vết. Thật ra dự pháp thiên tôn đã quá coi trọng hàng lập, nếu như hắn tiếp tục sử dụng tiên linh lực chạy trốn cho dù dùng thủ đoạn nào để ẩn tàng ba động linh lực cũng không qua mắt được bí thuật dò xét của diệu pháp tiên tôn nhưng hắn lại ở chỗ này thi triển vạn khiếu không tịch thuật toàn bộ tiên linh lực bị hắn thu liễm ẩn vào trong thể nội không sử dụng dù chỉ nửa điểm nào nép mình đứng dậy hắn chỉ thuần túy sử dụng lực lượng nhục thân mà chạy trốn thôi còn lam nhang thì cũng bị giấu vào trong hoa chi động thiên kể từ đó làm sao có thể lưu lại manh mối gì dự pháp tiên tôn không thể nghĩ được hàng lập lại có cái thủ đoạn đạp không mà đi của cao giai huyền tiên nàng chỉ một mực tìm kiếm dấu vết linh lực tự nhiên khó có thu hoạch được nhưng bí thuật thủy hoàng thần mục của diệu pháp tiên tôn thật sự là lợi hại tìm kiếm chừng một bữa cơm rốt cuộc cũng phát hiện ra một chút dấu vết tiên khí trong thể nội của hàng lập chẳng hạn như một chút dấu vết linh lực của thanh trúc phong vương kiếm có điều những vết tích linh lực này thực sự là quá mong manh lại vô cùng rời rạc đứt đoạn với năng lực của Diệu Pháp Tiên Tôn hiện giờ cũng chỉ có thể dựa vào những vết linh lực này mò mẫm tiến bước. Xích Mộng và gã nam tử mũi ưng vẫn đang bám theo cách trước xa đằng sau, mặc dù hai người hết sức không kiên nhẫn với cái loại tốc độ như rùa bò này. Nhưng vì không tinh thông thuộc dò xét, đành phải dựa cả vào Diệu Pháp Tiên Tôn. Trong động phủ nằm ở trên dãy núi màu xanh, Hàng Lập vẫn đang bế quan trùng kích đại la cảnh. Thời gian như thôi đưa, trong nháy mắt qua ba năm. Sâu trong mật thức, kim quang hàng lập càng ngày càng thịnh mặc dù có cấm chế ngăn cản nhưng cũng bắt đầu thẩm thấu ra bên ngoài từng luôn chấn động mạnh mẽ của thời gian pháp tắc dập dờn khắp động phủ lam nhang bị lực lượng thời gian pháp tắc quấy nhiễu nên đã sớm ngừng tu luyện lẳng lặng chờ đợi hàng lập xuất quan đối với mục đích mà hàng lập bế quan nàng cũng mơ hồ đoán được một chút trong lòng có chút phức tạp nếu như hàng lập tiến giai đại la thành công thực lực đại tiến dù không biết hắn mưu đồ gì đối với cửu nguyên quan tất nhiên sẽ bất lợi nhưng sau khi thực lực của hắn đại tiến, an toàn của bản thân lại tăng lên, chính Lâm nhàn cũng sẽ tương đối an toàn hơn nhiều. Hơn nữa nếu Hàng Lập tiến cấp tới Đại La, tác dụng của nàng đối với hắn sẽ giảm, với tâm tình của Hàng Lập thì nói không chừng chẳng mấy chốc mà thả người. Nếu Hàng Lập tiến giai Đại La thất bại, sẽ lại tiếp tục thời gian lo sớm lo tối như bây giờ. Chính nàng lúc nào cũng phải mạo hiểm, thời gian lưu lại bên người của Hàng Lập sẽ kéo dài mãi, không biết đến năm tháng nào mới có thể tự do tâm tình của lam nhan phức tạp nhất thời không thể nói hy vọng hàng lập tiến giai thành công hay là thất bại ngay khi nàng còn đang bối rối một tiếng vang thật lớn từ trong mật thất hàng lập truyền đến lập tức một luồng ba động pháp tắc to lớn ù ù khuất tán ra như sóng dữ quét qua toàn bộ động phủ cấm chế các nơi đều rung động ông ông quá nữa đổ vỡ hoàn toàn lam nhan cũng bị ba động thời gian pháp tắc này đẩy lui và vào trên vách động phủ mới dừng lại nàng nhìn về phía mật thất của hàng lập ở đó hoàn toàn không còn kim quang trong lòng biết hàng lập lần này tiếng giai đại la đã thất bại rồi không khỏi thở dài bộ dáng dường như có chút tiếc nuối <laughs> xem ra ta vẫn hy vọng hắn tiếng giai thành công làm nhàn nhíu mày thì thào nói ra trong mật thất hàng lập châu mày sắc mặt nặng nề đúng như làm nhàn đoán lần này hắn trùng kích đại la cảnh cuối cùng lại thất bại trùng kích thất bại lại cũng không sao tu vi bản thân hắn cũng không vì vậy mà hao tổn chỉ là hắn không biết nguyên nhân thất bại trong cơ thể của Hàng Lập bây giờ có hơn 200 tinh ti thời gian pháp tắc. Tu sĩ Đại La Cảnh bình thường lĩnh hội, ngưng luyện ra pháp tắc tinh ti cũng chỉ có vậy thôi. Lực lượng pháp tắc chắc hẳn đã đủ rồi. Tiền thiếu hắn cũng đã thông 359 cái, nhục thân cường đại vô cùng. Thần hồn nhờ tu luyện luyện thần thuật so với thái ớt cảnh đỉnh phong bình thường mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đại ngũ hành huyễn thế quyết, hỏa hầu cũng đầy đủ nữa. Điều kiện mọi mặt hắn đều đã đầy đủ, không có lý do gì lại thất bại. Hàng lập trầm ngâm không thôi, Cẩn thận hồi tưởng quá trình trùng kích Đại La trước đó, dần dần xác định vấn đề, rất có thể là do pháp tắc tinh ti. Thời điểm vừa mới trùng kích Đại La, nguyên bản tất cả rất tốt, nhưng hơn 200 sợi pháp tắc tinh ti kia đột nhiên hỗn loạn, dẫn đến tiên linh lực trong cơ thể của hắn cũng đại loạn theo, mọi thứ sắp thành lại bại. Chẳng lẽ nguyên nhân là do pháp tắc tinh ti quá ít sao? Hàng Lập âm thầm suy đoán, nếu như vấn đề từ pháp tắc tinh ti, ngoại trừ pháp tắc tinh ti quá ít, hắn cũng không nghĩ ra nguyên nhân nào khác cả vấn đề này cũng không phải là không cách nào giải quyết tìm một vài bảo vật ẩn chứa lực lượng thời gian pháp tắc dùng đại ngũ hành huyễn thế quyết đem luyện hóa là được rồi chỉ là cái vật phẩm ẩn chứa lực lượng thời gian pháp tắc trân quý trong thời gian ngắn khó tìm hơn nữa hiện tại trong cơ thể của hắn đã có 200 thời gian pháp tắc tinh ti mà vẫn không đủ muốn đạt yêu cầu trùng kích đại la cảnh không biết cần tăng bao nhiêu mới đủ đồ vật chứa thời gian pháp tắc chắc chắn là tốn không ít à đúng, à, đúng rồi, rồi. sao ta lại quên, quên túi người quên thường đánh. Đánh. Bên, Bên trong bảo vật này ẩn chứa rất đứa nhiều lực lượng, lượng, lượng thời gian pháp tắc, tắc, chỉ cần, chỉ cần rút ra một, một phần nhỏ, đó, chắc chắn là đủ rồi. Hàng lập bỗng vỗ đầu một cái, lật tay lấy cái ngọn túi nguyệt thần đăng đoạt trước đây không lâu ra, ngọn lửa trong đèn vẫn tắt như cũ. Trên đường, hàng lập nhiều lần có ý đồ thắp ngọn lửa này lên một lần nữa, đáng tiếc vẫn luôn luôn không thành công. Túi nguyệt thần đăng dù không thể thắp sáng nhưng vẫn tản mát ra ba động thời gian pháp tắc cường đại như cũ. Hàng lập lập tức thi triển đại ngũ hành huyễn thế quyết, mấy cái đồ vật chân ngôn bảo luôn hiện lên lần nữa, hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết năm lực lượng thời gian pháp tắc cuốn lấy nhau áp suất về một nơi hình thành một cái vòng sáng màu vàng thô to trong mắt của hàng lập hơi hiếp lại hai tay ấn vào hư không chỉ nghe âm âm một tiếng vòng sáng vàng thô to thu nhỏ lại hóa thành một cái vòng tròn màu vàng xoay tròn truyền ra lực lượng cắn nuốt mạnh mẽ sắc mặt của hàng lập khẽ vui rồi lập tức biến mất bấm tay một cái vòng tròn màu vàng bắn ra bao trùm tuyến nguyệt thần đăng màu chóng chuyển động một lực lượng cắn nút mạnh mẽ bao phủ tuế nguyệt thần đăng ý muốn rút thời gian pháp tắc trong đó ra ngoài thế nhưng trước kia mọi việc đều thuận lợi lần này đại ngũ hành huyễn thế quyết lại thất bại mặc cho vòng tròn màu vàng chuyển động như thế nào lực lượng thời gian pháp tắc trong tuế nguyệt thần đăng vẫn như cũ lù lù bất động chẳng lẽ là gì phẩm cấp của tuế nguyệt thần đăng quá cao sao hàng lập đang cân nhắc lại thúc giục vòng tròn màu vàng một lát nhưng vẫn tốn công vô ích liền ngừng tay lại trong lòng âm thầm suy đoán rồi cũng không quá mức kinh ngạc bởi tình huống này trước kia cũng từng có đó là khi hắn lấy được cái la bàn từ trong di tích chân ngôn ngôn trước kia hàng lập cũng có ý đồ dùng đại ngũ hành huyễn thế quyết rút lượng lượng thời gian pháp tắc trong la bàn màu vàng kia ra cuối cùng kết quả là thất bại hiện tại tuế nguyệt thần đăng cũng thất bại xem ra cấp bậc của cái đèn này và cái la bàn màu vàng kia không sai biệt lắm la bàn màu vàng kia có thể cao hơn một chút bởi hàng lập miễn cưỡng điều khiển được tuế nguyệt thần đăng còn cái la bàn màu vàng kia hắn căn bản không thể trung chuyển mảy may hàng lập khẽ vuốt tới nguyệt thần đăng ngầm cười khổ rồi thu lại hắn im lặng một lát lập tức lật tay lấy ra cái mặt nạ luân hồi điện ban bố nhiệm vụ giao dịch trên đó thu mua giá cao các đồ vật ẩn chứa thời gian pháp tắc mấy năm nay hàng lập giết người đoạt bảo khắp nơi số lượng tiên nguyên thạch trên người rất là nhiều không cần lo lắng vấn đề tiên nguyên thạch hiện tại ngoại trừ luân hồi điện hắn nhất thời không tìm được biện pháp nào khác thu thập bảo vật ẩn chứa thời gian pháp tắc chỉ có thể từ từ chờ đợi làm xong việc này hàng lập nhắm mắt tỉnh tọa một lát lần nữa vận hành đại ngũ hành huyễn thế quyết ý định tìm kiếm vấn đề khác kim quang lóa mắt một thân thể của hắn lại thời gian trôi qua một chút trong nháy mắt lại qua non nửa năm trong mật thất hàng lập khoanh chân ngồi tỉnh tọa quanh thân bao phủ trong từng hào quang màu vàng xung quanh bộ năm cái đồ vật thời gian pháp tắc nhộn nhịp lơ lửng trong hư không lên xuống nhấp nhô vây quanh hắn ba động thời gian pháp tắc nhộn nhạo trong toàn bộ mật thất Đúng lúc này Hàng Lập bỗng mở hai mắt ra, lông mày gấp gáp căng lại. Hắn đứng người lên, năm kiện đồ vật thời gian pháp tắc lóe lên quang mang tới tấp, chui vào trong cơ thể của hắn. Thương hình của hắn cũng biến mất khỏi chỗ cũ trong nháy mắt. Chỉ sau chớp mắt, Hàng Lập đã tới ngoài mật thức, đứng sau lưng Lam nhang Lam nhang đang lúc kinh ngạc, liền bị Hàng Lập giữ chặt ngang cổ. Cùng lúc một cái phù văn màu vàng như linh xà leo ra, quấn quanh người khiến cho nàng bất động tại chỗ trong nháy mắt, không cách nào cử động được. Làm đồ hữu, đắc tội rồi, Hàng lập vừa dứt lời, một tiếng nổ mãnh liệt từ bốn phía vang lên. Đỉnh núi nơi hắn đặt động phủ bị một lực mạnh trực tiếp phá mở ra, gần nửa ngọn núi trực tiếp bị lật ra. Toàn bộ động phủ hiện ra dưới ánh mặt trời rực rỡ. Một tay của hàng lập kẹp cổ của lam Nhan như cũ, ngửa đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy trên trời cao một vương tọa thủy tinh to lớn đang lơ lửng, hình như hoa sen lồng lành trong suốt. Một nữ tử váy xanh ngồi giữa trên đó, da trắng nõn nà, thân thể thước tha, dĩ nhiên chính là diệu pháp tiên tôn truy tìm mà đến người này đang chống một tay ở bên trái gương mặt lông mày câu lại nhìn hàng lập ánh mắt mang nhiều thần sắc chán ghét hàng lập cảm nhận được ba động khí tức của tu sĩ đại la trung kỳ từ trên thân truyền ra còn người khẽ coi rụt lại người này ngồi cao nhìn như thông dông lại có thể mang cho hắn áp lực áp bách còn đáng sợ hơn so với kỳ ma tử mà ở sau lưng của ả còn có hai tỳ nữ song sinh mang váy lụa mỏng màu xanh đang đứng tuổi đều mười sáu dung mạo thanh tú một người thì cầm trong tay bảo cái la tán một người thì cầm khổng tước vũ phiến, khí tức trên thân cũng không yếu, có thể so với tu sĩ thái ức sơ kỳ. À, lá chú thích một cái nha. Trong cái bản dịch này có chú thích cái bảo cái la tán, là cái dù hay là cái ô bự bự mà của vua chúa ngày xưa đó. Rồi còn cái khổng tước vũ phiến thì chắc mọi người biết rồi, là một cái quạt mà được làm từ đuôi của con con chim đó. Rồi tiếp tục nha. <laughs> Ta còn tưởng gia hỏa có thể làm xà thêm thất bại ngã xuống sẽ là nhân vật lợi hại thế nào? không nghĩ đến là loại hèn hạ chỉ biết lấy nữ tử yếu ớt làm bia đỡ đạn, thực khiến cho người ta thất vọng mà. Dự pháp tiên tôn cười nhạo một tiếng rồi nói ra. Ê, tiền bối nói vậy xem như có chút không công bằng rồi, cái vị lam đầu hữu này cũng không phải nữ tử yếu ớt gì cả. Lúc trước mặt cho ta bức bách như thế nào cũng không chịu hàng phục, còn mấy lần tự tìm chết nữa, ta cũng là bất đắc dĩ mới dùng cấm chế. Về phần cái bia đỡ đạn gì đó, cái này không phải cũng là do uy thế của tiền bối bức bách nên có chút bất đắc dĩ thôi. Hàng lập tỏ ra vẻ bất đắc dĩ rồi nói. Lam Nhan nghe Hàng Lập nói nhảm như vậy, cũng liền hiểu rõ hắn giúp bản thân của mình thoát khỏi nghi ngờ phản loạn, trong lòng không khỏi sinh ra chút ấy nấy. Diệu Pháp Tiên tôn hơi ngồi dậy, mà không thay đổi nhìn qua Lam Nhan một chút, chỉ sau một cái chớp mắt, trên gương mặt trắng nõn của Lam Nhan sinh ra một tầng xương lạnh màu trắng, cả người phát ra âm thanh ken két, bị một tầng băng tinh màu lam nhạt bao phủ lại. Đầu ngón tay của Hàng Lập lóe lên ánh bạc, một ngọn lửa màu bạc hiện ra mãnh liệt, khó khăn chống đỡ băng xương hàng khí từ trên thân Lam Nhan tràn tới thân hình lóe lên lùi lại. Tuy nhiên thân hình của hắn vừa rời khỏi trăm trượng, liền phát giác bầu trời ở trên đỉnh đầu tối sầm lại. Không biết từ lúc nào cái bảo cái la tán kia bay lên không trung, bao phủ xuống đầu của hắn. Mũi chân hàng lập đạp vào hư không, dưới chân phanh một tiếng như thể rung động, thân hình tránh né chớp nhoáng. Tỳ nữ cầm tán kia liền điểm một chân vào mặt la tán, dáng người phiêu diêu vũ động, tựa như toàn thân nhẹ múa, bước đi bất định. Bảo cái la tán liền biến hóa theo bước chân, không ngừng thay đổi phương vị từ đầu đến cuối bao phủ trên đỉnh đầu của hàng lập một tỷ nữ khác cầm quạt phiến thân hình xuất hiện bên người lam nhan đưa tay qua thân của nàng một vòng từng băng tinh bao phủ nàng liền tan ra cả người bị tóm lấy tỷ nữ tiện tay quăng qua nàng liền bay trở về bên cạnh của diệu pháp tiên tôn đệ tử bái kiến diệu pháp tiên tôn lam nhan thân hình hơi ổn định lại lập tức quỳ gối xuống rồi nói lam nguyên tử đâu sống hay chết diệu pháp tiên tôn không có nhìn nàng mà thuận miệng hỏi kaka hôn ấy làm nhàn vừa nghe tới lam nguyên tử mũi có chút cay cay được rồi nếu không phải ta có chút giao tình với sư phụ các ngươi giờ phút này ngươi cũng nên nhận lấy cái chết rồi cũng may là ngươi còn chút khí tiết không làm nhục uy danh cử nguyên quan chúng ta trên tay của tạc nhân này giờ đứng qua một bên đợi đi diệu pháp tiên tôn thấy như vậy thấp giọng trách mắng làm nhàn sau khi nghe xong lập tức đứng dậy ra sau vương tọa thủy tinh đứng khoanh tay đứng một cách quy củ chỉ là lúc ánh mắt nhìn về phía hàng lập ẩn ẩn có chút lo âu Bên kia, tên tỷ nữ cầm quạt kia ném làm nhang ra sau, sau đó đuổi theo, khổng tước vũ phiến trong tay bỗng nhiên vung lên, từng luồng từng luồng gió lốc màu xanh từ trên quạt tuôn trào ra, quét ngang về phía của hàng Lập. Hàng Lập lo tránh né bảo cái là tán, không rảnh bận tâm cái gió lốc, không rảnh bận tâm gió lốc. Lúc thấy gió lốc đánh tới, hắn vậy mà không tránh không né, trực tiếp nghênh đón. Ngay lúc gió lốc sắp đụng thân, chân ngôn bảo luôn trong cơ thể hắn nghịch chuyển, muốn mượn gió thổi cực nhanh thoát đi nơi đây. Đối phương đến gần như thế mình mới phát giác được, Hàn Lập tin chắc rằng thực lực người này cường đại, cũng không phải chính mình có thể chống lại được. Cho nên hắn không suy nghĩ liều chết đối kháng, chỉ cầu có thể mau chóng thoát thân. Nhưng mà khi hắn tiếp xúc từng cổ gió lốc màu xanh kia, lập tức giật mình thấy có chút không đúng. Hàn Lập cảm giác thân thể bỗng nhiên chợt nhẹ, phản phước xương cốt đều trở nên hơi tê dại, cả người chẳng những không lướt gấp đi được, ngược lại bị cơn gió lốc này nâng lên một chút, thân bất vô kỹ bay thẳng lên không. Cùng lúc đó, bảo cái la tán đang che trên đỉnh đầu cũng phát ra một lực hút cường đại không gì sánh được, trực tiếp hút thân thể của hàng lập vào trong. Thân hình của hắn vừa mới tới gần, liền bị từng phù văn xiển xích trên thân dù rủ xuống quấn quanh, trực tiếp cột vào trên cái cán dù. Mặc dù cũng lập tức từ bốn phía gấp lại, phần phượt một cái bao cả người hắn lại. Hàng lập thân ở trong đó cảm thấy tiên linh lực quanh thân đều bị phong kín, toàn thân phản phức như không xương, không để nổi nửa phần lực lượng, Tì nữ cầm dù thấy như thế, vẫy tay, khép kính la tán màu xanh lá, lập tức nó thu nhỏ gấp đôi, bay ngược trở về, hai tay của nàng chụp lấy ôm ở trong ngực. Tì nữ cầm cây quạt kia cũng lập tức nâng bảo phiến lên, quay người phục mệnh. Lại bị bắt dễ dàng lại như vậy sao? Lâm Nhan thấy cảnh này nhất thời có chút khó tin. Hơ, chỉ là thái ớt tiểu tặc, uống cho hai huynh mũi các ngươi liên thủ cũng không bắt được, lại còn hao tổn thêm tên xa thêm nữa. Diệu pháp tiên tôn thấy như vậy cười nhạo một tiếng rồi nói ra. Cổ họng của Lam Nhan hơi giật giật, cuối cùng cũng không nói gì. Nhưng vào lúc này, tỷ nữ ôm bảo cái la tán trong ngực bỗng nhiên nhướng mày, nhìn lại trong ngực, chỉ thấy trên mặt dù xuất hiện một cơn chấn động chập trùng, dường như hàng lập đang dễ dụa bên trong. Ha, <laughs> tiếng vào trong trấn nguyên la thiên tán của tiên tôn nhà ta, dù là tiên nhân đại la bình thường cũng khó chạy thoát được, ngươi còn muốn dễ dụa đi ra hả? Nàng nhịn không được cười khẩy rồi nói nhưng mà tiếng nói của nàng vừa dứt liền nhịn không được kinh hô một tiếng trực tiếp ném bảo tán trong tay ra chỉ thấy mặc dù la thiên tán có một sợi khối xanh lượn lợi chui ra đúng là bị một ngọn lửa đốt ra một cái lỗ thủng lớn chừng đầu ngón tay một chùm ngọn lửa bảy màu từ cái lỗ đó lão đảo ló ra lại tựa như mọc ra một đóa kỳ hoa bảy màu vậy ngay sau đó ngọn lửa kia vù một tiếng vọt lên trên một ngân diễm tiểu nhân từ cái lỗ nhỏ xông ra hai tay bỗng nhiên mở ra thân hình trong nháy mắt phồng lớn lên hóa thành một đồ ngân diễm hỏa điểu to lớn lúc hai cánh nó mở rộng ra đạo đạo hỏa diễm hừng hực như là hỏa vũ lưu tinh bắn ra lao thẳng về phía bọn người diệu pháp tiên tôn tì nữ cầm quạt kia thấy như thế khổng tước vũ phiến trong tay liên tục chớp động trong nháy mắt đánh bay tất cả hỏa diễm mà ngay lúc đó thân ảnh của hàng lập cũng từ trong bảo tán xông ra thân hình chớp nhoáng một cái chạy trốn về nơi xa ngân diễm hỏa điểu cũng theo sát phía sau hóa thành một đạo ánh lửa màu bạc phi nhanh đi Hả? tinh diêm hỏa điểu đã thông phệ thái ức hỏa đang xa thật đúng là hiếm thấy xem ra đích thật là có chút ngoài dự liệu rồi bất quá muốn thoát khỏi lòng bàn tay của bản tôn vẫn còn có chút si tâm vọng tưởng thấy hàng lập thoát đi diệu pháp tiên tôn cũng không nóng lòng chỉ chậm rãi đứng lên không nhanh không chậm nói ra sau một câu nói hai cánh tay thon dài mảnh khảnh của nàng hợp lại trước người bàn tay lập tức lóe lên tinh quang trong nháy mắt trở nên thông thấu oán khiết tựa như băng tinh ngưng chỉ thấy môi mỏng của nàng khẽ nhúc nhích, giữa răng môi có từng tia từng sợi hơi trắng thoát ra. Chỉ một thoáng trong phạm vi mấy dặm lập tức rung động ken két, một tầng sương mù lan tràn ra, toàn bộ hư không đều đông kết theo. Hàng lập trong nháy mắt đã xông ra xa vạn dặm, phát giác hư không bốn phía biến hóa, mảy may bất chấp thứ khác, vội vàng thu tinh viêm hỏa điểu vào thể nội, tăng tốc gấp đôi, thân hình bắn tới. Nhưng mà theo chung quanh dị hưởng không ngừng, trước người hắn đột ngột từ dưới đất mọc lên một bức tường băng tinh lắp kính cao lớn trực tiếp xuyên vào không trung ngăn con đường phía trước lại tâm niệm của hàng lập vừa động thiền sát trấn ngục công trong cơ thể toàn lực vận chuyển huyền khiếu quanh thân sáng lên như sau đêm trên một cánh tay sáng lên quang mang sáng như tuyết mượn khí thế lao tới tung ra một quyền về bức tường băng tinh phía trước một tiếng vang thật lớn trên đầu quyền của hàng lập nở rộ bạch quang như kiêu dương nổ tung đánh vào trên cái tường thành ẩn chứa lực lượng băng thuộc tính pháp tắc kia. Cả tòa tường thành băng tinh chấn động kịch liệt, chính giữa ầm vang, từng vòng từng vòng vết nứt hình khuyên lấy chỗ quyền ảnh của hàng lập đánh làm tâm điểm, khuếch tán ra cơ hội trên cả mặt tường thành. Nhưng mà tòa tường thành nguy nga đứng lặng kia đúng là ngạnh sinh, những một kích này nhưng không bị vỡ nát ra. Trong lòng của hàng lập lo lắng, muốn tung thêm một quyền phá vỡ nó, thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy bầu trời ở trên đỉnh đầu bỗng nhiên nổi lên bông tuyết bay lả tả, một trận gió lốc thổi vòng quanh một đoàn tuyết rơi vào trên đầu thành lóe ra bạch quang mông lung từ đó hiện ra một bóng người màu xanh lục dáng vẻ thước tha mềm mại tự nhiên chính là diệu pháp tiên tôn mũi chân của nàng rơi vào trên tường thành trong nháy mắt trên bàn tinh tường thành có một tầng bạch quang lan tràn ra vết nước trên thân tường theo đó bắt đầu lấp đầy trong khoảnh khắc đã khôi phục như thường trong linh vực của ta người không trốn thoát được đâu thúc thủ chịu trói đi sẽ ít bị đau khổ hơn đó Dự pháp thiên tôn ở trên cao lạnh lùng nhìn xuống Hàng Lập nói ra. Hàng Lập không để ý đến lời nói của nàng, chân ngôn bảo luân trong thể nội cực tốc nghịch chuyển, thân hình bay ngược ra sau, đồng thời hai tay liên tục bấm pháp quyết, định triệu hoán lôi trận chi thuật, truyền tống rời khỏi nơi đây. Nhưng mà không đợi cho bên cạnh hắn sáng lên quang mang lôi điện, trên đỉnh đầu liền có một mảnh to lớn bông tuyết băng tinh hình sáu cạnh bao phủ, trên đó lóe lên tinh quang màu lam. Từ phía trên chiếc xạ ra sáu đạo huyển quang màu lam, chỉ thấy huyển quan màu lam kia từ bốn phía rủ xuống lập tức hóa thành sáu mặt tinh bích màu trắng vây hàng lập ở trung tâm trên tinh bích hàng khí đại tác lôi điện quang mang trên thân hàng lập lập tức ảm đạm không gian xung quanh tựa hồ trong nháy mắt bị đông cứng mà liên hệ giữa hắn và thiên địa chung quanh trong nháy mắt bị chặt đứt cùng lúc đó trên tinh bích lóe lên bạch quang mặt ngoài vậy mà giác trên một tầng ngân quang biến thành sáu mặt tấm gương màu bạc trên mỗi mặt kính tất cả đều chiếu rọi ra một thân ảnh của hàng lập chỉ là thần sắc động tác tất cả đều không giống nhau. Có mặt thì lạnh nhạt, nhìn thẳng hàng lập, có mặt thì mỉm cười nhìn chầm chầm hắn, có cái thì quanh tay, căn bản không nhìn tới hắn. Hàng lập thấy như thế, trong đôi mắt sáng lên hào quang màu tím, vội dùng thần thông cửu u ma đồng dò xét, thấy rõ hình ảnh bốn phía ngưng tụ không tan này chỉ có bề ngoài, bên trong không thấy sinh cơ lưu chuyển. Vững tin là huyễn tượng, hàng lập hoàn toàn yên tâm. Thiên sát trấn ngục công trong cơ thể toàn lực vận chuyển, nâng lên một quyền nện xuống một cái mặt kính trong đó nhưng mà theo động tác của hắn huy quyền thân hình sáu người trên mặt kính cũng khẽ động theo đồng dạng cũng vung ra nắm đấm mà đập tới hắn chỉ là huyễn tượng cũng muốn ngăn ta sao hàng lập quát lớn một tiếng cánh tay của hắn chấn động lực đạo huy quyền chẳng những không giảm ngược lại tăng lên gấp bội đập tới phía trước nương theo một tiếng vang âm ầm thật lớn thân thể của hàng lập cũng kịch liệt chấn động nắm đấm của hắn vừa chạm đến mặt kính trong nháy mắt có sáu cánh tay trong tấm gương bên người vung ra mỗi một nắm đấm đều trắng chắc đập lên trên người của hắn. Hàng lập cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi, xương cốt trên thân giống như bị nện đến tan ra thành từng mảnh. Hàng khí bốn phía trên băng kính càng ngày càng thịnh, quanh thân hàng lập đã nổi lên một tầng xương trắng. Tiên linh lực lưu chuyển trong cơ thể tựa hồ cũng bị ngưng trệ lại. Tâm niệm của hắn khẽ động, thiên sát trấn ngục công và chân linh huyết mạch trong thể nội đồng thời vận chuyển, thân hình bỗng nhiên tăng vọt gấp đôi, hóa thành hình tượng cự ma ba đầu sáu tay. Ta, cho ta! sắc mặt ba đầu lâu khổng lồ ngưng tụ, đồng thời há miệng to mà hét. Thân hình theo đó mạnh mẽ vận chuyển như con quay chuyển động tại chỗ. Sáu cánh tay tráng kiện đồng thời vung ra, chia ra đánh tới sáu mặt của băng phong huyển kính. Chỉ nghe sáu âm thanh oanh minh đồng thời vang lên, một cổ lực lượng vô cùng to lớn từ trong băng kính bộc phát ra, bay thẳng đến sáu mặt kính làm rung động mạnh không thôi. Trên đó rung động ken két, nhau nhau hiện ra từng vết nứt. Hàng Lập thấy như thế mừng rỡ trong lòng, đang muốn công kích thêm, chợt thấy trên mặt kính sáng lên lam quang, trên mặt kính xuất hiện sương hoa trắng lóa như tuyết, mặt ngoài tất cả vết nứt lập tức chữa trị như lúc ban đầu. Mà trong kính hiện ra sáu hình ảnh thần ma cũng đều nhau nhau huy động cánh tay đánh tới phía của Hàng Lập. Một trận thanh âm nổ đùng liên tục vang lên theo, trên thân của Hàng Lập lập tức bị quyền nện xuống như mưa. Lực đạo khổng lồ không ngừng đập xuống, Hàng Lập cảm thấy toàn thân xương cốt như muốn đứt gãy, trong đó còn có một quyền đánh trúng sau óc của hắn nện đến thần hồn có chút chấn động sau một trận cuồng nện các bóng trong kính rút cuộc thu lại đình chỉ công kích làm, làm sao, sao có, có thể, thể chứ thân hình của hàng lập đã khôi phục hình dáng bình thường ngồi trên mặt đất nửa ngày không nhúc nhích một trận loạn quyền này qua đi hắn không còn dám tùy ý xuất thủ nữa chỉ có thể vận chuyển cửu u ma đồng tiếp tục xem xét bốn phía chỉ là nhìn hồi lâu vẫn không thu hoạch được gì đừng uổng phí sức lực nữa bằng chút tu di của ngươi không phá được băng phong huyễn kính của ta đâu vẫn là ngoan ngoãn cùng ta về cửu nguyên quan chờ bị xử lý đi diệu pháp Tiên tôn ở bên ngoài nhìn thấy rõ hành động của hàng lập cảm thấy hắn đã vô lực chống cự nên có chút buồn cười mở miệng chăm chọc hàng lập giả cầm giả điếc đối với lời diệu pháp Tiên tôn nói một mặt thúc giục công pháp kìm nén khi tức quấy nhiễu phát ra ngày càng cực hàng hơn một mặt thì đánh giá băng kính sáu mặt chung quanh sau một lúc lâu, hắn bỗng khẽ động tâm niệm, bàn tay vừa giơ lên, trong lòng bàn tay lập tức lóe lên quang mang, một ngân diễm tiểu nhân với ngọn lửa bảy màu trên đầu hiện ra, hạ xuống lòng bàn tay của hắn. Hàng lập liền dò xét qua bốn phía bằng kính, trên bằng kính quả nhiên chỉ có bóng của hắn, không thấy hình ảnh tinh viêm hỏa điểu đâu. Xem ra huyền kính lấy lực lượng pháp tắc băng thuộc tính ngưng tụ thành, không thể biến ảo ra hình ảnh phản chiếu của hỏa thuộc tính, vậy thì dễ xử lý rồi. Trong lòng của Hàng Lập vừa suy nghĩ đã giơ một ngón tay lên, điểm vào một trong các mặt kính. Ngân Diễm Tiểu Nhân vốn tương thông với tâm niệm của hắn nên đã sớm hóa thành ngọn lửa quấn quanh cánh tay hắn. Ngọn lửa từ đó bắn ra khỏi đầu ngón tay, giống như một viên kim cương lửa đâm sâu vào mặt kính. Quả nhiên, băng kính nhìn như không thể phá vỡ bắt đầu tan ra, mặt ngoài vốn tĩnh lặng như mặt hồ, lại có từng gợn sóng nhấp nhô. Hơ, <laughs> tinh diêm hỏa điểu mặc dù không tầm thường, đáng tiếc ngươi không có cơ hội đi ra ngoài nữa đâu. Diệu pháp tiên tôn thấy như thế, đôi mi thanh tú câu lại, dáng người yếu điệu hạ xuống phía dưới, đang muốn đáp lên trên băng phong huyễn kính. Nhưng đúng lúc này, hư không bốn phía bỗng nhiên chấn động kịch liệt, một làn gió ấm áp chợt thổi nhẹ từ hướng đông nam tới. Tư thế hạ xuống của Diệu pháp tiên tôn lập tức ngừng lại, bay người lên một lần nữa, đứng trên tường thành băng tinh kia, nhìn về nơi xa. Nơi chân trời phía đông nam, một bóng người đỏ lửa chân đạp trên một đám mây ráng đỏ bay như tên bắn đến. Theo thân hình của ả di chuyển, phong vân nửa bầu trời phía sau người đột biến những cái đám mây lửa cháy cuồn cuộn như sóng lửa không ngừng tuôn ra toàn bộ khí tức trong hư không đều trở nên nóng bỏng gấp gáp ngửi được khí tức của người kia diệu pháp tiên tôn đứng ở trên tường cao không khỏi câu mày ánh mắt lóe lên thần sắc chán ghét rõ ràng cách xa nhau ngoài ngàn trượng bốn người đỏ lửa kia ngừng lại đứng ở trên hỏa vân nhìn sang bên này <laughs> ta tưởng là ai hóa ra là diệu pháp tiên tôn ở đây ta cũng đang đuổi giết một tên đào phạm trên tru tiên bản người có từng thấy không vậy sau khi dừng lại, bóng người đỏ lửa kia ra vẻ kinh ngạc, che miệng nói ra. Ở đây chỉ có một tên phạm nhân của cửu nguyên quan ta, hiện đã bị ta bắt quy án rồi. Xích mộng tiên tử nếu muốn tìm người, tốt hơn là đi nơi khác đi. Diệu pháp tiên tôn nghe như vậy, lạnh giọng trách mắng. Nguyên lai bóng người đỏ lửa kia không phải ai khác, chính là xích mộng, cũng đến đây đuổi bắt hàng lập. <laughs> vậy thật là trùng hợp đó, người kia cũng là tên trọng phạm nổi danh trên tru tiên bản thiên đình. Nếu tiên tôn bắt được, vừa dặn chuyển giao cho ta, sau đó ta sẽ tự bẩm lên thiên đình phong thưởng cho cửu nguyên quan các ngươi một phần xích mộng nghe như vậy nhìn qua băng phong huyễn kính cười hì hì rồi nói mọi việc đều phải coi trọng tới trước tới sau người này là ta bắt được trước dĩ nhiên là mang về cửu nguyên quan chịu thẩm vấn trước chờ chúng ta hỏi tội rõ ràng sẽ giao cho các ngươi xử trí thiên đình không phải coi trọng quy củ nhất hay sao diệu pháp tiên tôn không nhượng chút nào lạnh lùng đáp lại tới trước tới sau câu nói này đúng là không sai chỉ là người này, người coi cho rằng thực sự là bắt được rồi sao? Xích mộng nghe xong mỉm cười hỏi. Diệu pháp tiên tôn nghe như vậy, lông mày câu lại thần sắc khẽ biến. Chỉ thấy phía sau tường thành băng tinh ở trên mặt đất kia, chẳng biết từ lúc nào có một cái đám kiến lửa màu đỏ lít nhà lít nhít chui ra từ dưới đất, đang không ngừng tấn công băng phong huyển kính vốn vây khốn hàng lập. Thân kiến của ngọn lửa sền sệt bám vào, sau khi nó bò qua, những nơi dọc đường đi lập tức bị ngọn lửa nóng bỏng không gì sánh được đốt cháy, lưu lại từng khe rảnh cực sâu, chỉ là trên băng phong huyễn kính vốn của lực lượng pháp tắc cực hàng kèm theo, khi kiến lửa bò lên trên đó là lúc băng lửa gặp nhau, liều chết giao phong. Ngọn lửa trên thân kiến lửa tiêu hao nhanh chóng, thường thì bò hơn một tức sẽ hao hết nhiệt lượng, bị đông cứng trở thành băng tinh. Thế nhưng số lượng kiến lửa thực sự quá nhiều, cho dù mỗi con không phát huy quá nhiều công hiệu, khi tập hợp cùng một chỗ thì chính là một lực lượng mạnh mẽ không thể kinh thường. Hàng Lập bị nhốt ở trong băng phong huyễn kính căn bản không biết được biến cố bên ngoài, nhưng vẫn lấy lực lượng tinh viêm hỏa điểu không ngừng đột xuyên qua phong tỏa của băng kính. Ngay khi toàn thân hắn như thể bị hàng khí xâm nhập, tay chân cũng bắt đầu hơi cứng lại, Ngừng diễm quấn quanh đầu ngón tay của hắn rốt cuộc truyền đến một tiếng phốc nhỏ. Mặt băng phong huyễn kính này đã bị xuyên thủng, trong lòng của Hàng Lập hơi động, vội vàng thi triển lực lượng toàn thân, nâng nắm tay lên, đập thẳng một quyền xuống cái chỗ thủng trên mặt kính. Một âm thanh loãng xoảng lanh lảnh vang lên, sáu mặt băng phong huyễn kính đồng thời vỡ tan bốn người hàng lập từ trong xông ra hàng lập thấy mảnh băng kính vỡ chưa tan đầy đất vậy mà đã có vô số kiến lửa tranh nhau chen lớn bò tới phía hắn trong lòng không khỏi căng thẳng không cần biết rõ tình huống trước mắt này thân hình vội vàng nhảy lên định phi động rời xa lúc này khóe mắt của hắn liếc qua liền thấy bóng dáng của diệu pháp tiên tôn đã cuốn vào trong một làn gió tuyết từ đầu tường nhẹ nhàng hạ xuống đuổi sát tới hắn hàng lập nhất thời cả kinh vội vàng nghịch chuyển chân ngôn bảo luân trong cơ thể thân hình lao nhanh tránh né giờ phút này sau lưng của diệu pháp tiên tôn còn có một bóng người đỏ lửa đuổi sát tới khuôn mặt đầy vui vẻ kêu lớn na nếu tiên tôn không thể bắt người này vậy chúng ta đều dùng bản lĩnh xem ai tới trước ai tới sau một câu nói ra đám mây lửa dưới chân ả lóe lên kim quang toàn bộ đám mây giống như bắt đầu cháy rừng rực phun ra từng đuôi lửa màu vàng màn thân ảnh quả vội vàng xông lên trong nháy mắt vượt qua dự pháp tiên tôn đứng song song với hàn lập trong lòng của hàn lập không ngừng kêu khổ thực sự không nghĩ tới một tu sĩ đại la trung kỳ đã khiến cho hắn sức độ mẻ tráng vậy mà lại có thêm một tu sĩ đại la trung kỳ cũng tuyên bố muốn truy sát sau khi xích mộng đuổi gần tới bàn tay vừa nhất năm ngón tay trắng nõn bắt một cái trong bàn tay liền có một con hỏa diễm trường long há cái miệng rộng cắn về phía của hàn lập hỏa lông dù chưa tới gần một lực lượng bỗng cháy đã cuồn cuộn xâm nhập đến toàn bộ hư không cháy bỏng bắt đầu vặn vẹo. Hàng Lập chỉ cảm thấy hơi thở tắc nghẽn, thân hình đang tiến về phía trước bị hư không dùng một lực lượng vô hình ngăn cản, tốc độ liền chậm lại. Mắt thấy sắp bị cái lửa mạnh trong miệng trường Long bao phủ, một ngọn lửa bạc từ trên đầu vai của hắn hiện lên, gào thét vọt tới cánh tay. Hàng Lập lập tức vung tay lên, một đầu hỏa điểu khổng lồ theo đó sinh ra từ trên cánh tay, há to cái miệng lớn cắn phủ đầu hỏa long kia dưới một nhát cắn của tinh viêm hỏa điểu gần phân nửa đầu rồng đã bị cắn mất thân rồng nhô ra cũng rụt về chỉ là khi đầu rồng chui vào miệng của hỏa điểu ngọn lửa trên đó không hề bị hỏa điểu hấp thu ngay mà lập tức vẫn giống như có sinh mệnh kịch liệt dễ dụa không ngừng có ngọn lửa lác đác bắn ra tung tóe hàng lập cảm thấy toàn bộ cánh tay như là gặp phải dầu sôi bỗng không chịu nổi nhưng cũng chỉ có thể cắn răng cố nén chịu đựng mắt thấy hành động lần này của tinh viêm hỏa điểu xích mộng không những không giận mà còn lấy làm mừng cười nói À, ha, lại có tinh diêm hỏa điểu, còn từng cắn nuốt qua thất thải hỏa đăng xa, tiểu gia hỏa này thuộc gì ta? Dứt lời đôi mắt xinh đẹp của ả ngưng lại, ngọn lửa trên người nhảy lên, trong nháy mắt thân hình đã gần sát hàng lập. Ả vừa đến gần một chút, hàng lập liền cảm thấy làn da khắp người như là gặp phải dầu sôi chiên nấu, máu ở trong cơ thể cũng đồng thời giống như là sôi lên, sao động bất an trong mạch máu trào lên không ngừng. Khuôn mặt của hàng lập đỏ bừng lên, hai mắt sinh ra vô số tơ máu, tiên linh lực trong cơ thể không phải vận chuyển không thông như trước mà lại có chút không thể khống chế, bắt đầu trở nên ngày càng cuồng bạo. Người trẻ tuổi thì nên sôi trào nhiệt huyết mới đúng chứ. Đến đây để cho bổn thiên tử cho ngươi thêm ngọn đuốc nè. Xích mộng tươi cười xinh đẹp, vừa nói vừa tiện tay kích động pháp quyết. Khi đang nói chuyện, Hàng Lập liền cảm thấy nhiệt độ bốn phía bỗng tăng lên không dưới 10 lần. Một đoàn huyễn quang màu trắng đột nhiên từ dưới thân của hắn dâng lên, phạm vi chừng ngàn trượng. Phía trên ngưng tụ thân ảnh của một con tam túc kim ô, dương cánh, không ngừng bốc lên hỏa diễm hừng hực trong nháy mắt bóng người hàng lập bị ngọn lửa nuốt sống vào giống như bị ném vào cái lò luyện đan bất kể là hắn dễ dụa như thế nào đều không thể chạy thoát được cũng may tinh viêm hỏa điểu sớm đã hóa thành một lớp áo ngoài bằng lửa bạc bao trùm quanh thân của hắn nếu không giờ này máu thịt của hắn đều đã bị liệt diễm này thiêu cháy rồi luyện ra không ít dầu mỡ nữa thế nhưng dù là như vậy hàng lập vẫn cảm thấy nóng như thiêu thân hồn muốn nứt ra nhưng vào lúc này một tiếng kêu lạnh lót bỗng nhiên vang lên một con băng phượng to lớn lăn không sinh ra Giang rộng hai cánh bay nhào tới. Hai cánh của nó chớp động, từng trận cuồng phong cuốn theo phong tuyết cực hạn bao trùm. Vòng sáng hỏa diễm nhận thấy phong tuyết băng phượng tới gần, lập tức xoay tròn mãnh liệt, trên đó tuôn ra hỏa diễm, giống như vòi rồng lửa bay thẳng lên không trung, va chạm với băng phượng ầm ầm. Chỉ một thoáng, trong phạm vi vạn dặm hơi trắng bốc lên dữ dội, mọi vật trở nên không rõ, nhiệt độ xung quanh cũng nhanh chóng giảm xuống rất nhiều. Diệu pháp tiên tôn, xem ra cửu nguyên quan các ngươi muốn cùng ta đối nghịch, cùng thiên đình đối nghịch phải không? lông mày của xích mộng nhíu lại nhìn về phía diệu pháp tiên tôn đang đuổi theo sau cười lạnh nói ta vốn đã bắt giữ được hắn rồi là người phá hỏng quy củ trước đừng trách ta ăn miếng trả miếng trên dung nhan tuyệt mỹ của diệu pháp tiên tôn không có nửa điểm biến hóa thường sắc lãnh đạm trả lời tốt 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 nếu như chúng ta không ai nhường ai cùng lắm thì ngươi và ta phân thắng bại trước người thắng dẫn hắn đi người thua từ đâu thì tới đấy chạy về chỗ đó được chứ xích mộng cười nói <cười> ta cũng đang có ý này. Diệu pháp tiên tôn lừa mã một cái rồi nói ra. Khi hai người nói chuyện, các loại sao động trong cơ thể của hàng lập bất giác hóa giải rất nhiều. Không gian xung quanh bị hỏa diễm áp chế cũng bị giảm đi do băng phượng tập kích. Hàng lập liền cảm thấy quanh thân buông lỏng, nhưng trong lòng thì không dám mảy may buông lỏng. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Hết tập 266. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.